cực nóng. Từ hôm nay, ba lỗi giao thông của xe máy và ô tô dễ vi phạm vừa tăng mạnh mức phạt có thể lên tới 150 triệu. Theo quy định mới, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quay phạt 400-600.000 đồng thay vì 200-300.000 đồng. Tăng mức phạt từ 800.000-1,2 triệu đồng lên 1-2 triệu đồng đối với người chạy xe máy không có bằng lái hoặc dùng bằng lái bị tẩy xóa, bằng lái không hợp lệ. Với người lái mô tô trên 175 cm khối, mức phạt hành vi này tăng từ 1,2-3 triệu đồng lên 2-4 triệu đồng. Với tài xế ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, mức phạt tăng từ 3-5 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng, tước bằng lái xe 2-4 tháng. Các hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để tài xế xe khác biết khi buộc phải dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, quay đầu xe trên đường cao tốc, mức phạt tăng từ 6-8 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng, tước bằng lái xe 2-4 tháng. Hành vi lái ô tô có lắp thêm đèn pin phía trước, phía sau, trên nóc, dưới hầm, một hoặc hai bên thành xe bị phạt 1-2 triệu đồng thay vì 800.000-1 triệu đồng như hiện nay. Với những người lái ô tô gắn không đủ biển số hoặc biển số không đúng vị trí, không rõ chữ, bị bẻ cong, che lấp, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc đổi màu của chữ số, nền biển mức phạt tăng từ 800.000-1 triệu đồng lên mức 4-6 triệu đồng. Với người điều khiển xe máy, hành vi này bị phạt từ 300-400.000 đồng thay vì 100-200.000 đồng như trước đây. Với ô tô quá hạn kiểm định dưới 1 tháng, người lái xe sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng thay vì 2-3 triệu đồng như hiện nay, tước bằng lái xe 1-3 tháng. Người lái ô tô có bằng lái hết hạn dưới 3 tháng bị phạt 5-7 triệu đồng thay vì 4-6 triệu đồng như trước đây.